Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam mấy kỳ vừa qua, chúng ta đang bước vào giai đoạn từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục với Phạm Đình Chương, một trong những nhạc sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trên dòng nhạc tình Việt Nam. Phạm Đình Chương là tên thật của nhạc sĩ. Ông sinh năm 1929 tại Hà Nội trong một gia đình khá giả và nổi tiếng, được xưng tụng là hoàng gia, Royal Family của nền tân nhạc Việt Nam. Thân phụ của ông, cụ Phạm Đình Phụng, có hai đời vợ. Đời thứ nhất có hai người con trai là Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sĩ là một công chức kiêm kịch sĩ tài tử. Người bạn đời của ông là một kịch sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng, nữ nghệ sĩ Kiều Hạnh. Sau này, ngoài sự nghiệp sân khấu, bà còn thành lập nhóm Tuổi Xanh, đào tạo các mầm non ca nhạc thành những ca sĩ chuyên nghiệp cho miền Nam. Mai Hương, người nữ ca sĩ khả ái với giọng hát ngọt ngào, nổi tiếng vào đầu thập niên 1960, chính là ái nữ của hai ông bà. Còn Phạm Đình Viêm, với giọng tenor cao bút, sau này trở thành nam ca sĩ Hoài Trung trong ban hợp ca Thăng Long. Dòng vợ thứ hai của cụ Phạm Đình Phụng có ba người con. Trưởng nữ Phạm Thị Quang Thái, tức nữ ca sĩ Thái Hằng, sau trở thành người bạn đời của nhạc sĩ Phạm Duy. Tiếp theo là nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc. Cuối cùng là cô út Phạm Thị Băng Thanh, tức nữ ca sĩ Thái Thanh, sau này sánh duyên với nam diễn viên điện ảnh Lê Quỳnh, cha của các nữ ca sĩ Y Lan, Quỳnh Hương hiện nay. Theo bút ký của nhà báo Phan Lạc Phúc, một người bạn thân của Phạm Đình Chương từ ngày còn đi học ở Hà Nội, thì toàn bộ gia đình cụ Phạm Đình Phụng, trừ người con cả Phạm Đình Sĩ bị kẹt lại, đã rời bỏ thủ đô để đi theo kháng chiến từ những năm 1947-48. Trong khoảng thời gian ấy, Phạm Đình Viêm tham gia ban ca kịch giải phóng, còn Phạm Đình Chương thì đảm trách việc sáng tác ca khúc. Tới khi Thái Hằng trở thành bà Phạm Duy vào năm 1949, thì Thái Thanh cũng đã đủ lớn để bước chân vào nghề ca hát. Từ đó, cả gia đình Phạm Đình Chương phục vụ trong phòng văn nghệ của quân khu tư. Đây cũng là thời gian ban hợp ca Thăng Long bắt đầu hình thành. Sau khi gia đình Phạm Đình Chương, Phạm Duy rời bỏ kháng chiến về Hà Nội, rồi từ đó đi thẳng vào Nam năm 1951, ban hợp ca Thăng Long bắt đầu nổi tiếng. Trong đó, Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc, là linh hồn của ban. Các ca sĩ khác như Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, tức Phạm Đình Viêm, có thể vắng mặt, nhưng Phạm Đình Chương, tức Hoài Bắc, thì không thể thay thế. Thành công của ban Thăng Long nhờ vào hai yếu tố. Thứ nhất, tất cả mọi thành viên đều là người trong một gia đình, nhất là sau này còn có thêm nữ ca sĩ Khánh Ngọc, một tố hoa hương sắc của miền Nam, cùng Phạm Đình Chương trở thành một đôi uyên ương trong làng văn nghệ, thì ban Thăng Long lại càng thêm nổi tiếng và ăn khách. Yếu tố thứ hai là vì phần lớn các ca khúc do ban Thăng Long trình bày đều là các sáng tác của Phạm Đình Chương. Những ca khúc được mô tả là vui. Cái vui rộn rã như trong các bản, bài ca Tuổi Trẻ, Sáng Rừng, Ngựa Phi Đường Xa, Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng. Cái vui lâng lâng như trong ca khúc Được Mùa, cái vui nồng ấm như trong bài Tiếng Dân Trải, hay cái vui thấm thía với những giọt lệ ngọt ngào của mẹ già trong bản Ly Rượu Mừng Ngày Đầu Xuân. Và cho dù cũng có đôi lúc buồn, chẳng hạn bản Tiếng Sông Hương trong Trường Ca Hội Trùng Dương, thì điệu buồn ấy cũng chỉ là đối điểm để làm nổi bật cái niềm vui bao la của trời đất trong hồn người. Miền Trung vọng tiếng, em sinh em bé tên là Hương Sang, đêm đêm khua ảnh trắng vàng mà than. Oh,
trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm. Thuận An Đê Lan biển khơi, ơi hò, ơi hò. Ai là quá là thôn vắng, nghe sôi như mùa mưa nặng, cùng em xuống sân lều tranh. Chiếu anh bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp điều tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày vui tan ta binh mẹ bồng con xuân sinh, chiều đầu xóm xuân sao đất người chương trinh, ngập mùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Lều tranh chiếu anh mang sông máu sương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp tiêu tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày vui tan ta binh mẹ bồng con xuân sinh, chiều đầu xóm xuân sao đất người chương trinh, ngập mùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Sau đây chúng tôi xin đi vào sự nghiệp sáng tác tình ca của Phạm Đình Chương. Vì những hệ lụy trong đời mà chúng tôi sẽ trình bày ở kỳ sau, có thể nói sự nghiệp sáng tác tình ca của ông đã được chia ra làm hai thời kỳ rõ rệt và hoàn toàn tương phản. Thời kỳ đầu là những tình khúc trong sáng và đầy tin yêu. Nhà báo Phan Lộc Phúc đã nhận xét, Phạm Đình Chương trong giai đoạn này vẫn mang dáng vẻ một anh học trò mới lớn, tâm hồn còn trong sáng như gương. Con người, thiên nhiên đều là bạn. Tâm hồn Phạm Đình Chương là vậy, mở ra, hướng ngoại, trong sáng, vui tươi. Phạm Đình Chương không phải là người hướng nội, đi tìm thú đau thương trong những kiểm tra tự vấn nơi mình. Đó là thực chất nhạc của Phạm Đình Chương thời kỳ đầu. Còn nét nhạc của Phạm Đình Chương, theo nhận xét của đa số người yêu nhạc, trong khi luôn luôn chững chạc, thậm chí khuôn sáo, nhưng vẫn là lướt, thiết tha, đem lại cho người nghe những cảm giác dạt dào, trong sáng, thường chỉ thấy vào một thuở ban đầu đầy mộng ước. Sao không thấy em lại để cùng anh thần thơ trước sân trăng vòi vòi, để rồi cùng ước mơ, nhưng không thấy em lại hàng giờ nghiêng thương nhớ và khúc ân tình. Sâu ánh mắt một màu xanh khơi, niềm riêng không nói nên lời, chỉ nghe sao xuyến một trời bâng khuâng. Bâng khuâng lúc em cười và ngàn cây trách bóng và lũ hoa thầm khép hương chờ mong.
chân vòi vòi để rồi cùng ước mơ, nhưng không thấy em lại hàng giường nghiêng thương nhớ và khúc ân tình biết trao về đâu. Ôi đẹp sao là thuở ban đầu, chìm sâu ánh mắt một màu xanh khơi. Niềm riêng không nói nên lời, chỉ nghe sao xuyên một trời bâng khuâng. Bâng khuâng lúc em cười và ngàn cây ngần ngơ, sáng trăng soi khung trời giặt dịu nhạc với thơ, nhưng không thấy em lại hàng thủy dương trách bóng và lũ hoa thầm khép hương chờ mong. Có thể nói phân nửa sự nghiệp sáng tác tình ca của Phạm Đình Chương là phổ thơ. Có hai nguyên nhân chính đưa tới việc một số nhạc sĩ phổ thơ của các thi sĩ. Thứ nhất, nhạc sĩ ấy có tài soạn nhạc nhưng lại gặp khó khăn trong việc đặt lời hát. Thứ hai, thường thấy hơn là người nhạc sĩ yêu thích lời thơ, dung cảm trước ý thơ để rồi hòa hợp với dòng nhạc của mình, tạo ra một tác phẩm mới cống hiến cho đời. Nhưng dù do nguyên nhân nào, khi làm công việc phổ thơ, người nhạc sĩ cũng luôn luôn trân trọng, sử dụng hết khả năng, tuyệt kỹ của mình để khỏi phụ lòng cả tác giả bài thơ lẫn người thưởng thức. Phổ thơ trước hết là một kỹ thuật. Phổ thơ 5 chữ 6 chữ hay thơ 7 chữ 8 chữ, thơ lục bát hay thơ tự do cũng đều có những nguyên tắc căn bản. Nhưng kỹ thuật mà thôi thì chưa đủ. Chúng tôi muốn nói tới mỹ thuật. Người nhạc sĩ càng có một cảm quan nghệ thuật cao thì tác phẩm phổ thơ ấy càng đạt. Phải tìm giai điệu sao cho xứng hợp với ý thơ. Và trong một số trường hợp, người nhạc sĩ còn phải sửa cả lời thơ cho tương ứng với cung nhịp của dòng nhạc. Một trong những tác phẩm rất được yêu chuộng của Phạm Đình Chương trong thời kỳ đầu là ca khúc Mộng Dưới Hoa, phổ từ bài thơ Tình Tự Dưới Hoa của thi sĩ Đinh Hùng. Có đọc bài thơ rồi nghe tình khúc này, chúng ta mới thấy từ kỹ thuật, mỹ thuật cho tới cách sửa lời thơ của Phạm Đình Chương tuyệt diệu tới mức nào. Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mây ngàn gió núi đọng trên mi, áo bay mở khép nghìn tâm sự, hò hẹn lâu rồi em nói đi. Nếu bước chân ngà có mỏi, xin em tựa sát lòng anh. Ta đi vào tận rừng xanh, vớt cánh dòng vàng bên suối, hoa kề vai hương ngát mái đầu. Đêm nào nghe bước mộng trôi mau, gió ơi gửi gió lời tâm niệm,
huyền muôn chiều ta có nhau. Tôi cùng em mơ những chốn nào, ước nguyện chung giấc mộng chẳng sao. Sánh vai một mái lầu phóng nguyệt, hoa bướm vì em nghiêng cánh chào. Hy vọng thơm như má chớm đào, anh chờ em tới hẹn chiêm bao. Dưới hoa tường thấy ngàn sao rụng, hoa lệ ân tình nguôi khát khao. Bước khẽ cho lòng nói nhỏ, bao nhiêu mộng ước phù du ta xây thành mộng nghìn thu. Núi biếc sông dài ghi nhớ, ôi chưa gặp nhau như đã ước. Mây hồng răng tám ngả sơn khê, bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng, và mộng em cười như giấc mê. Bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng, và mong em cười như giấc mê. Phạm Đình Chương xuất thân là một công tử Hà Nội, nhưng ông lại thường tự nhận mình là người Sơn Tây. Thực ra, Sơn Tây chỉ là quê ngoại của ông. Nhưng với rất nhiều người trong chúng ta, hai chữ quê ngoại nghe như xa xôi cách biệt ấy, trên thực tế lại thật gần gũi, thân thương. Tiếng sáo diều vi vu, dòng sông uốn khúc, cây đa đầu làng, rặng liễu ven đê, hàng xoan trước ngõ, thậm chí cả đến đôi mắt hạt huyền của cô bé nhà ai chưa kịp hồng đôi má, cũng đều là những hình ảnh một đời theo ta. Phạm Đình Chương cũng thế. Vào những ngày khói lửa cuối đệ nhị thế chiến, để tránh bom đạn của đồng minh dội xuống thị thành, học sinh được sơ tán về các miền quê. Trong tình hình ấy, Phạm Đình Chương về sống ở quê ngoại. Sơn Tây, nơi có bóng Ba Vì, có sông đáy chậm nguồn quanh phủ quốc, có cánh đồng bương cấn giạt rào lúa thơm. Những ngày sống ở Sơn Tây đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn cậu học trò 15-16 tuổi. Những lần lên núi Sài Sơn ngắm lúa vàng, sau này đã trở thành nguồn cảm hứng cho chàng trai thành phố viết bản Được Mùa, Có Con Cò Bay Lả Bay La. Và cũng chính những hình ảnh và kỷ niệm một thời quê ngoại ấy nằm sâu trong tâm khảm đã khiến ông trên bước đường lưu lạc chợt dâng lên một nỗi u hoài trước hai bài thơ Đôi Bờ và Đôi Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng, rồi kết hợp lại bão hòa vào dòng nhạc của mình để cống hiến cho đời một ca khúc thật đẹp, thật buồn. Đẹp là quê hương đã xa vời vợi, buồn là những bâng khuâng tiếc nhớ một thuở thanh bình xa xưa cũ, những hoài niệm về một tuổi xuân chợt mất, những hình bóng thân thương dù chưa phai mờ cũng chỉ còn trong trí tưởng. Thương nhớ hờ, sông xa
mắt em, ôi mắt em xưa có sầu cô quạnh. Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai. Đôi mắt người sơn tây u uẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ khôn khuây. Chẳng lắm mơ, em có bao giờ, em có bao giờ, em thương nhớ. Thank you.
bao giờ ta gặp em lần nữa. Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa, đã hết sắc mùa chinh chiến cũ. Còn có bao giờ em nhớ ta? Đôi mắt ngày sơn tây, đôi mắt người sơn tây, buồn viễn xứ. Quay